Thưa quý vị, những ngày này, triệu triệu trái tim của những người con Phật đang một lòng hướng về thành phố Hồ Chí Minh, người thành phố không lẻ loi trong cuộc chiến chống Covid-19. Hàng chục chuyến xe cứu trợ nối dài, lăn bánh hướng về Sài Gòn đã tạo nên làn sóng lan rộng, thể hiện truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, dìu nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Như trong bài học lịch sử về thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân ta đồng loạt thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ, vừa đảm bảo an ninh trật tự xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chi viện tất cả vì tiền tuyến miền Nam. Ngày nay, trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cả nước cùng thận trọng chống dịch, song song với việc đoàn kết đồng lòng hướng về miền Nam, dành tất cả cho Sài Gòn và các tỉnh phía Nam. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, của ít lòng nhiều. Chư tăng ni Phật tử các tỉnh thành của cả nước đều một lòng hướng về thành phố Hồ Chí Minh thân yêu, cố gắng làm hết sức có thể để hỗ trợ người dân. Mỗi người, mỗi gia đình có gì góp nấy, hỗ trợ nhau từ cái khẩu trang, nước sát khuẩn đến bó rau, củ khoai, kêu gọi vận động và liên hệ bằng mọi cách để có thể chuyển thực phẩm, nhu yếu phẩm vào Sài Gòn và các tỉnh miền Nam đang bị dịch bệnh. Tăng ni Phật tử Phật giáo tỉnh Đắk Nông, một tỉnh mới còn nhiều khó khăn, đã cùng nhau góp rau củ quả, những trái cây, ngọn rau, cây trái nhà mình có sẵn, gói ghém yêu thương, gửi phố thị. Qua đây cũng thay mặt cho Phật giáo huyện rất là cảm ơn sự kết nối, cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, nhân dân trên huyện nhà đã ủng hộ nông sản cho chuyến đi đầy nghĩa tình này. Chúc bà con sức khỏe, vững tâm để phòng chống dịch bệnh. Sau 5 chuyến hàng giúp đỡ bà con thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 30 tháng 6, chuyến hàng thứ 6 của Phật giáo tỉnh Đắk Nông đã được vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho bà con quận Tân Phú. Đợt này, Phật giáo huyện Đắk Lắk góp sức 5 tấn nông sản gồm nhiều loại như rau, củ, quả, bí đỏ, bí danh, bơ, đu đủ, bắp chuối, măng, chanh, chè, xanh, vân vân, những gì bà con huyện Đắk Lắk có sẵn. Thì qua đây thì cũng thay mặt mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng rất cảm ơn sự phối hợp của Ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện cũng như các tấm lòng vàng của các tăng ni Phật tử cũng như là bà con trong toàn huyện và toàn tỉnh chúng ta, và cũng mong muốn rằng với cái sự phối kết hợp này thì càng hơn nữa. Này đăng lên chương trình để hỗ trợ cho những vùng ở thành phố Hồ Chí Minh để được tài trợ cho những hộ được cách ly, thì con cũng nghe cũng xúc động, có tinh thần để chung tay với thằng. Dạ, con cũng thanh tâm cũng là có dịp gọi là cây nhà lá vườn thay. Con gửi cảm đến chúng ta con Phật tử như các sư thầy ở chùa làm giờ sáng sẽ ngủ nhiên. Bên cạnh nghĩa cử của tăng ni Phật tử Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Phật giáo tỉnh Quảng Nam, một tỉnh mà hàng năm chịu bao phen khổ sở khi chống chọi với bão lũ khắc nghiệt, mảnh đất vốn nghèo khổ vì thiên tai nhưng giàu lòng nhân ái, cũng đã gom góp từng món quà quê xứ Quảng gửi về thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh luôn vì cả nước, cùng cả nước, luôn kịp thời chia sẻ với các tỉnh thành trong cả nước khi gặp khó khăn hoạn nạn. Những ngày thành phố Hồ Chí Minh căng mình chống dịch, nhân dân thành phố cảm thấy ấm lòng hơn khi đón nhận nhiều tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ quý báu của nhiều tăng ni Phật tử tại các địa phương trên cả nước. Ngoài Đắk Nông và Quảng Nam, còn có nhiều tỉnh thành khác như Trà Vinh, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Đắk Lắk, với hàng chục chuyến xe, hàng chục tấn hàng là những món quà quê nhà, các loại rau quả sạch của đồng bào Phật tử gửi đến giúp sức cho bà con thành phố dìu nhau đi qua đại dịch. Còn ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, không quản vất vả từ từng đêm khuya hay lúc 2-3 giờ sáng, bất kể giờ nào, khi những xe hàng của tăng ni Phật tử các tỉnh đến nơi, chư tăng và Phật tử thành phố cũng sẽ đón đợi sẵn để bốc xếp hàng chục tấn hàng hóa, gạo, rau, củ, dùng để phân phát cho người dân và cung cấp cho các bếp ăn từ thiện. Những bếp ăn giả chiến của các hội từ thiện Phật giáo, các chùa, cơ sở tự viện cũng được tăng cường lên cho đủ và phù hợp với tình hình thực tế tại các bệnh viện và khu cách ly.
lắng nghe xem ai, ở đâu, cần hỗ trợ gì, thiếu những gì là lại bắt tay vào thực hiện ngay và cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể. Cho dù có những lúc mệt mỏi và căng thẳng thực sự, nhưng với tấm lòng cho đi chân thành nhất, những người con Phật cũng đã bằng mọi cách để vượt qua, mang yêu thương đến cho mọi người. Ban từ thiện xã hội Phật giáo các quận huyện, tổ đình Vĩnh Nghiêm, chùa Giác Ngộ, quận 10, hội từ thiện Tường Nguyên, quận 4, tu viện Kim Cang, huyện Bình Chánh là những địa chỉ từ thiện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động xuyên suốt từ những ngày thành phố ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên cho tới tận hôm nay, với tinh thần của cho không bằng cách cho, san sẻ yêu thương, chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ với người dân thành phố trong mọi thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh. Sự sẻ chia đùm bọc lẫn nhau để cùng vượt qua khó khăn là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Covid-19 là đại dịch, nỗi lo không của riêng ai, nhưng nó cũng là phép thử của lòng tốt, của trách nhiệm, của tinh thần vì cộng đồng. Dù ít dù nhiều, mỗi một đồng tiền, mỗi một hiện vật đóng góp trong giai đoạn này đều quý báu, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Nó không chỉ giảm áp lực và chia sẻ với ngân sách nhà nước, mà còn tạo nên sức mạnh vật chất, tinh thần để cùng nhau vượt qua đại dịch. Trăn trở về những phận người yếu thế trong cơn dịch bệnh là động lực để những người con Phật khắp nơi nỗ lực nhiều hơn nữa để mang đến cho bà con những bữa cơm yêu thương. Chỉ là một hộp cơm được trao đi, nhưng nhận lại là biết bao nụ cười hoan hỷ và những tình cảm chân thành. Sài Gòn giãn cách, nhưng lòng người không giăng dây. Sài Gòn giãn cách, nhưng lòng không xa cách. Sẽ luôn yêu thương, luôn bao dung và điềm tĩnh vững vàng vượt qua cơn đại dịch.